Mặc những cái trang phục ấy rất là rất là đẹp nha. Sáu tám mười ai cũng mười chứ con. Dạ. Còn cổ đông đã đi xong giống Hồng Lạc năm nay trở về miền Tây. Dạ. Để đại lễ cho tổ tiên ông bà, tính giờ đoàn này đi là 30 năm nay rồi chứ. Dạ. Không phải năm nào cũng điều gì không? Nói chung là tại vì cái số lượng khách rất là đông nên là cái mật độ mà bà con đổ phải liên tục á mới cung cấp đủ cho du khách đổ về. Trời ơi, 84 tuổi mà còn ngon lành dữ người ta. Bởi vậy kiếm thêm ông nữa được nha. Được luôn. Cái này mình thấy có rất là nhiều bà con trải điểm á, nghỉ trưa. Không biết là buổi tối có ngủ ở đây không thì mình không biết nha. Đó, cập nhật tình hình nữa. Ai chưa có ghẻ gì tao bằng máy cho nha. Chưa ai có chứ. Chưa ai có vậy hả? Nó chưa có ghẻ mà có con chứ rồi. Bây giờ là bao nhiêu ký cam rồi? À, cô mua là 200 ký. Dạ 200 ký ha. Dạ. 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 Để trà thì cam nó không hao. Dạ. Nếu mình để cam. Dạ. Rồi cảm ơn con nha. Khán giả của Cầu Tàu Bến Lốc trên mạng không à, đâu có thấy ở ngoài đâu. Vậy hả? Vậy là bữa nay gặp mặt xấu quá rồi phải không? Bao nhiêu cái rồi ông hai, nhớ không? Năm nào mình cũng chọc cô chú ở đây chơi á. Nó thật sự là phải tính là bằng thùng. Vậy còn phải phép dạng dình hiểu chung. Cầu Tàu Bến Lốc mến chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay là ngày 21 tháng 2 năm 2024, thì Cầu Tàu Bến Lốc tiếp tục cập nhật tình hình ở đại lễ dinh Đức Cố Quản Trần Văn Thành số 5 An Giang nha. Thì clip trước thì Cao Tùng Vlog có cập nhật tình hình bà con gói bánh tét. Phải nói là không khí rất là vui. Và hôm nay là ngày 21 là ngày chánh lễ. Cao Tùng Vlog sẽ cập nhật cái con đường đi vào và cũng như là tình hình hiện tại trong dinh như thế nào nha. Ở năm ngoái là những cái con đường này là kiểu như là kẹt xe luôn. Bà con là phải đi bộ trong những cái ruộng lúa. Trời ơi, năm ngoái là xịn bùng đó ha. Là nó văng tứ tóe hết trơn á. Quần áo của bà con là rất là dơ luôn. Rồi bây giờ thì Cao Tùng Vlog sẽ cập nhật con đường đi dài vào dinh nha. Để cho cô chú anh chị nào mà có ở xa đó có thể xem được clip của Cao Tùng Vlog và chuẩn bị tinh thần để mà đi những cái con đường như thế nào. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi lai gai vào trong khu vực dinh nha. Thường thì Cao Tùng Vlog thấy đó, bà con đi đông nhất là ngày 21 nha. Và đặc biệt thì ngày 21 năm nay là lọt vào khung ngày cuối tuần, ngày thứ bảy. Nên là mình nghĩ là sẽ rất là đông. Và đông nhất là mình nghĩ là chiều hôm nay, chiều với tối nha. Tại vì thứ bảy thì thường là những bà con đi làm công ty rồi đó, thì người ta sẽ được rảnh rỗi cái thời gian đó để có thể đi về dinh để cúng, cầu bình an, sức khỏe và may mắn. Giờ này thì khu vực này chưa có kẹt xe nha, mình nghĩ là đi vào gần ở phía bên trong á, khoảng tầm cầu Vinh á thì sẽ bắt đầu là có kẹt xe lai rai nha. Sớm giờ thì mình cũng có coi trên mấy cái thông tin á, là mấy bạn có trực tiếp ở trong khu vực Vinh á, hiện tại thì rất là đông luôn. Vinh thì Vinh Đức Cố Quản Trần Văn Thành số 5 An Giang thì diễn ra vào 2 ngày chính nha, ngày 21 và ngày 22 tháng 2, năm nào cũng vậy. Cứ vào hai ngày đó là rất là đông bà con đổ về đây để nói chung là cầu rất là nhiều những cái điều ước. Và đặc biệt thì không chỉ ngày 21, 22 nha, mà bắt đầu từ ngày 15, 16 là bà con người ta đi rồi, đi đông rồi, để chuẩn bị các thứ này kia nọ.
Đó, ở đây là bắt đầu là từ đây dài vô trong là bà con người ta phát nước rồi nè. Đó, phát nước miễn phí nè, thấy vui không? Về ăn chan là vậy đó. Ôi, xin chào gia đình luôn. Quá vui. Rồi, bắt đầu khu vực này là mình có thể gửi xe cũng được nha. Tại vì vô trong là bắt đầu kẹt xe nha. Nó bắt đầu là có rất là đông bà con người ta gửi xe ở đây nè. Vậy là bộ vô, nếu mà mình gửi sâu ở trong quá nữa mình đi ra là rất là khó nha. Chuẩn bị đi qua khu vực cầu. Thôi mình gửi xe đi tài xế ơi, gửi xe đi. Quá đông luôn rồi. Hết chỗ gửi luôn hả anh trai? Tình hình năm nay là đông hơn năm rồi không hả anh trai? Năm nay hơn đông hơn năm rồi nhiều. Dạ đông hơn năm rồi ha. À, giá xe là có lên hay không hay là như năm rồi? Dạ. 10.000 phải không anh trai? Dạ dạ, một chiếc xe máy là 10.000 nghe cô chú anh chị. Ở đâu cũng vậy. Dạ dạ. Cảm ơn anh trai nha. Đó, giờ này là đông quá đông luôn rồi. Khu vực này là bắt đầu mình gửi xe nha. Hãy gửi gần gần phía ngoài này đi, nếu mà mình đi vô sâu ở trong quá chút xíu nữa chưa đó là cái lượng khách mà đổ về nữa là mình sẽ bị kẹt phía trong luôn á, đi ra rất là khó nha. Cho mình quay cảnh bà con đang đổ về nè. Giờ này khoảng 8 giờ rưỡi sáng ngày 21 tháng 2 năm 2024 nha. Rồi bây giờ mình gửi xe xong rồi. Mà hiện tại thì cái lượng du khách đổ về càng ngày càng đông nha. Mà nghĩ là đây tới trưa sẽ kẹt xe cục bộ luôn á. Đó. Cứng đường ở chân luôn rồi. Đây mấy cái chỗ gửi xe là nãy giờ là mấy chỗ là hầu như là cứng hết trơn rồi đó. Giờ này mới có 8 giờ mấy à. Rồi buổi chiều chắc đông nữa. Nó giờ này là muốn kẹt xe luôn rồi nè. Quá đông rồi. Nói chung là năm nào cũng vậy. Năm nào thì đến cái ngày 21 với 22 là lọt vào cái khung ngày mà thứ bảy với chủ nhật á là sẽ rất là đông. Những cái ngày thứ thì ít hơn. Nó mấy cái chỗ giữ xe nè hầu như là hết chỗ luôn rồi. Nãy giờ là mấy chỗ là lớn lớn rồi mà cả công đất á. Đây là mấy anh kêu gửi xe bớt ở đây. Ở đây thì có mấy cái đội người ta điều tiết giao thông á. Quá đông. Đây khu vực cầu Vinh nè. Nếu cô chú anh chị muốn dễ hơn thì có thể gửi xe ở khu vực ở đường qua cầu nha. Mình thấy đường qua cầu thì nó cũng khá là trống á. Nếu mình gửi qua bên đây được thì gửi. Đây lượng du khách vẫn đổ về càng ngày càng đông nha. Đặc biệt là từ ở khu vực chợ số 5 á, đổ lên á, đông quá đông rồi. Rồi giờ mình đi lên khu vực trên cầu nha. Cầu Vinh Sơn Trung. Kẹt xe luôn rồi. Không biết là khi mà đông quá thì có chặn xe luôn hay không thì mình không biết nha. Chứ năm gọi là người ta sẽ phân luồng á, một đường đi vào và một đường đi ra để điều tiết giao thông á. Có như này nè. Nếu mà cô chú anh chị nào mà có đi lễ thì mình nên gửi xe phía ngoài nha, khu vực xa xa phía ngoài. Nếu mình đi vào trong sâu quá sao dễ bị kẹt xe lắm. Đúng rồi anh trai. Đúng rồi, gửi xe ở phía ngoài đi. Vô sâu trong đây quá là dễ bị kẹt xe lắm, mình đi ra không có được luôn á. Và đặc biệt thì nếu mà giờ chiều á, giờ chiều còn đông nữa. Đây đông nhất là vẫn là khu vực cầu nha.
Dạ. Năm nào cũng đi chơi hả ông hai? Năm nào cũng đi chơi chơi. Dạ đó. Dạ. Để mà. Dạ. Cố là phải đi. Dạ con cũng cầu cho ông Cố năm nay độ bà con mình làm ăn cái gì cũng được như ý. Nhiều nhiều sức khỏe. Đây. Ngay ở đây là mình thấy là đông nè. Nó kẹt xe là thường thường ở khúc này không à. Cứ vào dịp lễ 21/2 là hàng ngàn người là đổ về đây để dự lễ của ông Cố nha. Trên xe cứ trên cầu là khu vực chợ là đổ qua đây nè, càng ngày càng đông. Thì cúng ông Cố hả cô chú? Dạ. Dạ. Ở đông rồi. Lúc này bắt đầu chen lắng rồi nha. Ở phía khu vực mình qua đây là có một cái chỗ cái chốt nha, cái chốt chặn xe nhỏ lại không có cho đi vô trong nữa, chỉ đi bộ được thôi. Nó ngay khu vực ngã ba này là phải chen lắng nha, đông dữ lắm, đông luôn. Bên kia là kẹt xe luôn kìa, đường bên kia. Ở đây bà con người ta phân luồng á. Một đường bên cầu Vinh này đi qua, và cái đường bên kia thì chỉ có cho đi đi chở ga thôi, một đường thôi, một luồng thôi. Chứ nếu mà đi lộn xộn rồi bị kẹt xe liền luôn á. Đây bên đây là khu vực đường lên kinh 13 rồi lên kinh lớn nha, đường này nha. Rồi này, giờ này thì cũng cứng ngắc hết trơn luôn rồi. Thôi bây giờ thì mình sẽ đi vào bên trong nha. Tình hình Vinh năm nay là mình thấy đông quá đông rồi đó nha. Ồ, trên cầu kìa, cứng hết trơn luôn rồi. Trên cầu là cứng ngắc hết trơn luôn rồi đó. Giờ mình đi vô trong nha. Quá đông rồi. Năm nay là mình thấy tình hình là đông hơn năm rồi luôn á. Tội nghiệp mấy chú xe ôm nha, chở là cũng thấy mình thấy cũng cực khổ lắm á. Tại vì chen lắng qua khó lắm. Một phút. Nó trên xe kia, trên cái cầu kia là cứng luôn rồi đó, kẹt luôn rồi. Kẹt đường luôn rồi. Rồi mình đi vô trong nha. Trời ơi, cứng ngắc hết trơn luôn rồi. Quá đông mà cô chú anh chị ơi. Mình gắng cố gắng mình chen vô trong nha. Quay cập nhật tình hình ở phía trong. Ngay đây thì có một cái chốt chặn xe lại nha, không có cho xe con đi vào trong á. Sợ là kẹt xe ở phía trong á. Đây, ở đây mấy cô này cũng phát nước nè. Bữa nay có một chốt phát nước ở ngoài khu vực phía ngoài nha. É. Hôm nay phát hộp é hả cô? Dạ. Dạ. Mấy cô ở quê ở đây luôn hả mấy cô? Dạ, quê số 5 luôn ha. Dạ. Hỗ trợ lễ của ông ha. Để hộp é. Chung uống hộp é là mát nha. Cô ở đây là quậy nha. Sáng giờ bao nhiêu thùng vậy cô? Sáng nay là 20 thùng, bây giờ là 7-8 thùng gì rồi đó. Dạ, 7-8 thùng vậy hả? Dạ, vậy là biết bao nhiêu bịch nói. Dạ. Mấy kilo hộp é rồi. Một thùng vậy là khoảng tầm 1 ký không cô? Hơn 1 ký đó. Dạ, hơn 1 ký ha. Ồ, nở ra nhiều vậy đó ha. Dạ. Dạ. Trời ơi mấy cô. Nói chung là khi mà mình đến đây thì nói chung là chỉ tốn tiền xe đi tới đây thôi, còn ăn uống là khỏi lo đi. Có ông Cố độ rồi. Dạ. Bắt ghế.
Rồi cảm ơn mấy cô nha, chúc mấy cô nhiều sức khỏe nha. Dạ. Năm nay chắc đẩy đắt hàng quá. Cô nói sáng giờ là đổ đẩy là 7-8 thùng rồi đó. Bên đây là một cái địa điểm mà giữ xe cũng rất là đông xe nè. Cô chú anh chị nhìn cái này chứ mình nghĩ là khoảng tầm mấy công đất á, chứ không phải ít đâu. Tầm là 2-3 công đất á. Mình thấy thưa thưa xe vậy thôi chứ số lượng xe nhiều dữ lắm, nhiều luôn. Không, nguyên một cái bãi xe nè. Năm nay thì mình nhận thấy là có hai địa điểm đổ bánh xèo nha. Đây là khu vực đường lên Vinh lớn á, có một địa điểm đổ bánh xèo nữa. Và ở trong khu vực Vinh á, trong khu vực Vinh ông Cố thì cũng có một địa điểm đổ bánh xèo nữa nha. Giờ mình kiếm đường mình đi vào trong thôi, mấy chú đó đang đổ bánh xèo trong kia kìa. Địa điểm này mình thấy là trống trải nha, mát. Đổ ngoài đây là mát hơn ở phía trong rất là nhiều nè. Trời ơi, một chú là hình như là cả chục nồi á, cả chục chảo á, quá hay luôn ta ơi. Sáng giờ là đổ bao nhiêu cái rồi chú, nhớ không? Không nhớ. Dạ, bao nhiêu hùng bột á. Chứ cái số lượng cái là mình đếm không nổi đâu, quá nhiều rồi. Để coi mình đếm nha. Một người là đổ được bao nhiêu chảo bánh nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À, như vậy là một người sẽ đổ 10 cái chảo nha. Đó. 10 chảo. Mà công nhận là mấy chú hay, canh lửa hay nha, không khét nha. Cái này là mình vô, mình yếu vô là chừng tới 3 chảo là lên đường. Thử coi. 3 chảo là lên đường chú ơi. Thử coi. Dạ. Quá hay. Ở bên kia có mấy cô kia nữa kìa. Nhưng là mấy chú canh lửa hay nha. Cách lửa là cái bánh rất là vừa nha. Ôi rồi ngon quá luôn. Quá êm. Mình đi chịu khói luôn, mình đi qua đây luôn mới được. Trời ơi, con này đổ hay quá ta ơi. Đổ rồi 2, 4, 6, 8, 10. Ai có 10 chưa hả cô? Ai có 10 chảo chưa hả? Quá giỏi rồi. Quá hay. Nhưng mà công nhận mấy cô canh lửa hay nha. Khỏi quá khỏi rồi. Lửa rất là hay. Mình đứng ở bên kia là mình chịu không nổi luôn, tại vì củi á, củi khói á là mình sẽ là cay, rất là cay mắt nha. Ồ, giòn quá, giòn luôn hả ta, ngon quá ngon. Bên ngoài thì rất là đông, bà con cũng đang chờ đợi những cái bánh để mà thưởng thức nha. Hay quá ta ơi. Mà đặc biệt là rất là nóng nha. Nói chung là thương mấy cô chú ở đây á, người ta đến đây lấy từ thiện không à. Dạ, dạ. Cô chú phía ngoài ăn đợi những cái bánh ngon nha. Về qua đây nha.
chung là lễ năm nào thì cũng cái lượng du khách đổ về đây phải nói là rất là đông nha. Thôi em trai này giỏi quá ta. Năm nay nhiêu tuổi rồi em trai? 13 tuổi hả? Ôi 13 tuổi mà đổ bánh xèo thấy như ý hả chú? Quá giỏi luôn rồi. Quá hay ta ơi. 13 tuổi mà đổ bánh xèo nè. Thấy giỏi ghê không cô chú anh chị? Mới bỗng dán có con câu một rồi đi luôn rồi. Dạ đúng rồi. Tại thấy giỏi rồi con hỏi thăm. Coi có người yêu chưa giới thiệu luôn mà không chịu chạy rồi. Đang mê thì cái gì cũng được chứ không mê là không được. Dạ. Sáng giờ là đổ bao nhiêu cái rồi ông hai nhớ không? Năm nào mình cũng chọc cô chú ở đây chơi á. Nó thật sự là phải tính là bằng thùng chứ không có tính là bằng cái được. Dạ thùng bột. Tại vì số lượng là đổ ra một ngày là rất là nhiều, một tiếng là mấy trăm cái luôn á. Dạ. Quay đi, cứ việc đi. Dạ. Cái đoàn đổ bánh xèo mình là đến từ đâu ha chú? Là chợ mới không à? Dạ chợ mới ha. Đoàn chợ mới. Dạ đoàn này cũng chợ mới. Vậy là mỗi năm tới ngày lễ của ông thì bà con ở trong khu vực chợ mới mình xúm lại ha. Dưới đây. Dạ. Dạ. Cái phần tiền bột là của bà con ở chợ mới luôn hay là sao hả chú? Ở đây, địa phương góp. À. Dạ, địa phương quyên góp lại ha. Thì năm nào cũng có đổ sao đó. Dạ. Dạ. Chứ đồng tiền đâu ra nổi. Dạ. Nhờ nhiều người ha. Quá đông luôn rồi. Đổ đây đâu phải một chỗ, nhiều chỗ lại. Dạ. Bên kia như là đang xào nhân á, xào liên tục luôn á. Dạ. Rồi cũng hay đổ bánh này. Còn quá ngon. Đặc biệt thì nấu củi á thì rất là khói nha. Thương mấy cô chú ở đây ghê luôn á. Rồi mà đứng đây chút xíu mà khói quá khói rồi. Dạ. Bánh nó ngon hơn thế ông hay. Dạ, bánh sẽ ngon hơn. Rồi quá khói rồi. Cảm ơn ông hai nha. Con ra nước mắt luôn rồi. Dạ. Dạ, cảm ơn ông hai nha. Chúc ông hai nhiều sức khỏe nha. Năm nay ông cố là độ cho ông hai là sức khỏe nè, rồi làm ăn gì được như ý nha. Dạ. Dạ, cảm ơn. Rồi bên đây. Bên đây mình ủa bánh khọt có đổ luôn hả cô? Dạ, đổ ở đâu? Bên kia hả? Dạ. Rồi nguyên một đoàn nha. Để mình hỏi cô chú ở đây coi là bánh xèo ngon hay không nha. Ngon không? Rồi thím út. Rồi thím của cao tầng vlog nha. Trời ơi. Ngon không thím út? Dạ. Trời ơi thím út của cao tầng. Quá trời lâu mới gặp con à. Dạ. Chút mà em hỏi biết tụng có đi quay không? Dạ có. Dạ con cao tầng vlog. Dạ. Dạ. Rồi cảm ơn cô nha. Khán giả của cầu tàu bị lóc trên mạng không à, đâu có thấy ở ngoài đâu. Vậy hả? Vậy là bữa nay gặp mặt xấu quắc rồi phải không? Dạ. Giỏi dữ lắm á. Dạ. Con cảm ơn nha. Dạ. Mấy bữa nay đi lên đây thấy nào cũng gặp mấy chú YouTube à. Dạ. Chú bên kênh nào? Con cầu tàu bị lóc. Dạ. Coi hoài mà gặp mặt không nhớ. Dạ con quê ở đây luôn á. Thấy nó nghe nè. Mình nhìn ở trong kia TV thì nó khác nha. Xấu hơn hay là sao cô? Không, có đẹp hơn. Rồi con cảm ơn nhiều nha. Dạ. Đây. Ủa chú Út có đi không thím Út? Chú Út ở nhà bằng bệnh 12 giờ mới lên. Dạ, chưa mới lên ha. Rồi con chào con chú luôn nha. Không biết con nữa nên quay thăm. Dạ, con mừng quá. Dạ. Dạ, con cảm ơn thím Út nha. Ngon không cô chú? Dạ, thấy hết rồi, gỗ gao kìa, gỗ gao lưng lại im rồi đó. Ngon quá ngon. Dạ. Dạ. Quá ngon rồi. Quá ngon rồi hả? Dạ.
xe gọi rồi chơi. Thôi đứng đây mình đứng đây xíu là cảm giác là mấy chị hết là tôi không thêm em. Có nghĩa gặp tôi mắc lại nói mấy xin mấy cái. Trời ơi quá em luôn á. Sẵn sàng ngồi cả chỗ. Tiếp viên quá em. Dạ dễ đâu phải không? Rồi. Rồi, cô chú bên đây cũng đang đợi những cái bánh xèo nha. Ngon không cô chú? Im phải không? Đến đây là phải thưởng thức được những cái bánh xèo nha. Nói chung là đổ bằng củi rất là ngon. Mắc 13 tuổi thì mắc cỡ chạy nó mất tiêu rồi. Đổ 6, 7 chảo. Dạ, 13 tuổi mà đổ được bánh xèo là thấy giỏi lắm rồi đó. Rồi chúc gia đình mình ăn ngon miệng nha mấy cô chú. Dạ dạ. Rồi mấy cô chú bên đây ơi. Bên đây có đổ bánh xèo nè, rồi đổ bánh cọt nè. Rồi vừa ăn vừa lấy chim luôn. Ô bên đây là đổ bánh nè, bánh cọt. Ngon quá. Sáng giờ đổ bao nhiêu khuôn rồi chị? Dạ, bắt đầu 5 giờ là mình đổ hả? Dạ. Như vậy là mình dự định là đổ bao nhiêu ngày mình nghỉ ha chị? Dạ, hết ngày 22 là mình nghỉ ha. Dạ. Đổ liên tục ha. 19 tới giờ, vậy là mình đổ 3 ngày. Dạ. Rồi em chúc chị nhiều sức khỏe nha. Chúc em gái anh kia nhiều sức khỏe nha. Giỏi quá giỏi ta. Nhớ như năm rồi là đổ bánh xèo phải không? Năm nay là lên đổ bánh khọt rồi. Thôi tạm biệt người đẹp nha. Dạ. Nhưng ở đây đã tới 5 giờ mới vậy. Kia như là đãi nước uống rồi. Rồi bên đây mấy cô bên đây là đãi món gì đây? Năm nay đãi món gì cô? Trời ơi, nước này mát dữ rồi nha. Dạ, nước cam ha. Dạ. 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 Đặc biệt là chỉ có những cái lễ của ở miền Tây mình hả cô? Dạ. Không có đi miền Tây nữa. Dạ. 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 Mấy cái lễ của đạo Phật giáo Hòa Hảo mình là mấy cô có hết ha. Có hết. Dạ. Bị nhà cô tại chú mộ ông ba của thợ ông ba tấm. Dạ dạ dạ. Trời ơi. Con đi qua đó quay hoài luôn á. Dạ. Nhớ ra đậu mà đậu có con nữa. Đậu dạ. Xào với đậu nước này làm món quà Tân Giang không mà tôi phải đi lên. Dạ đúng rồi. Dạ. Chắc cái đợt bữa hổm con cũng có quay á. Có quay mấy cô nữa. Dạ. Là mình đãi được mấy ngày rồi cô? Bữa nay nó 2 ngày, ngày mai nó 3 ngày. Vậy là mình đãi chỉ 3 ngày là mình nghỉ ha. Dạ. Dạ. Là mình đãi một món hay là nhiều món hả cô? Ở đây thì chỉ với một món thôi, chủ thờ ngoái cho ngoài nhà ngoái thì đãi hai. Dạ. Đãi xong với hộp ép với trà cam. Dạ. Bữa nay thì ở đây chỉ đãi trà cam thôi ha. Dạ. 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 Rồi bữa mình đãi tới giờ là bao nhiêu ký cam rồi? À, cô mua là gần 200 ký. Dạ 200 ký ha. Dạ. 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 Đãi trà thì cam nó không hao. Dạ. Nếu mình đãi cam thì nó hao lắm. Dạ. Dạ. Đây để quay nước uống nha. Đó, trời ơi. Thơm ngon mà mát nữa. Nói chung là giờ hiện tại là ở miền Tây mình là rất là nóng nha. Mấy tháng nay là không có mưa gì. Hạn. Dạ, mình uống mấy trà cam là hạ nhiệt, tốt. Dạ. Rồi, chắc con xin bọc quá. Đây đây. Thôi, cho con xin bọc nha. Đó, mình phải quay xong mình phải thưởng thức mới được chứ. Đó, cho mát. Ồ, mát quá, quá êm. Nó dễ uống hơn trà đường. Dạ. Dạ, đúng rồi, nó thơm thơm, nó dễ uống hơn con. Rồi con chúc cho cô với đoàn của mình là năm nay là nhiều sức khỏe nha ông cố độ là làm ăn cái gì được như ý nha. Dạ. Đổ cho người chuyến này về là người chúng hai tài đặc biệt được không? Dạ dạ. Con cảm ơn nhiều nha. Dạ. Để ông cố độ cho trong đoàn có đầy đủ sức khỏe. Dạ. Dạ. Uống miếng nước đi bọn. Dạ dạ có nè. Con xin nè.
Con cảm ơn chú nha. Dạ dạ. Dạ dạ. Rồi con cảm ơn luôn nha. Dạ dạ. Dạ. Phải nói là những cái bánh xèo mà đổ được từ những cái bếp củi á là nó rất là ngon nha, ngon hơn cái bếp ga rất là nhiều luôn cô chú anh chị. Nhưng mà con cái là cô chú ở đây rất là cực nha. Tại vì nếu mà củi sử dụng củi á, thì rất là nhiều khói. Nên là cô chú ở đây là một là nóng nè, hai là phải chịu cái khói cay rất là cay. Đó. Dạ. Nói chung là thấy thương cô chú ở đây lắm. Nhưng mà dẫu biết là cực khổ nhưng mà mấy chú vẫn nở nụ cười trên môi nha. Cái điều mà rất là đặc biệt khi mà mình về miền Tây á, mình tham gia vào những cái lễ hội của bà con ở quê mình á, nói chung là rất là thương cô chú anh chị. Mình tông giá sắt vô đây. Dạ đúng rồi, cay chịu lắm, chịu nóng chịu khổ mà chịu vô đây. Dạ vừa nóng nực mà vừa cay nữa. Rồi con cảm ơn mấy chú nhiều nha. Dạ để con đi vô Vinh. Dạ dạ. Đây mình vào phía bên trong gần tới cổng nè, quá đông luôn rồi. Phải nói là lượng du khách đến ngày 21 là đổ về, phải nói là rất là đông nha. Bà con thập phương đổ về. Khu vực này là khu vực bán quần áo với nón đồ nè. Đó. Giờ mình đi vào trong nha. Giờ này là không có đông không đó, khoảng tầm mình nghĩ là tối á, khoảng chiều chiều 6 cho đến 7 giờ là cái lượng du khách đổ về đây là đông, nhưng mà là khủng khiếp luôn, năm nào cũng vậy hết trơn. Đây gần tới khu vực cổng chính này nè, ở phía trong này cũng có mấy cái địa điểm đổ bánh xèo nữa, xíu nữa mình sẽ quay cập nhật luôn. Đây có một số bà con người ta đãi nước đằng kia nữa kìa. Ô, bữa nay hình như là mình thấy có một cái ghe đậu ở dưới sông nè. Bà con người ta đãi tàu hủ miễn phí nữa kìa, đang chiên chứ kìa. Trời ơi, công nhận là phải nói là năm nay là nhiều cái rất là mới nha. Rồi giờ mình sẽ xuống dưới mình quay cái cảnh bà con chiên tàu hủ nha. Đây bên đây là mấy cô chú đó đại tổ nha, không có kẹp hết con, hết kẹp rồi phải không? Trời ơi, gặp lính là cho liền nha. Để đãi cho bà con đi chú, để đãi cho bà con đi, đãi hết trơn à, không có chừa hết trơn. Dạ dạ. Trời ơi. Dạ Cao Tùng Vlog, Cao Tùng Vlog. Dạ dạ được rồi, được rồi. Dạ dạ. Dạ. Tôi tặng con chú nè. Quý lớp bữa nay mới tới đây hả? Dạ dạ dạ. Ồ, chào quý lớp. Chúc đậu mình nhiều sức khỏe nha. Dạ dạ dạ. Khỏe hoài luôn. Dạ khỏe hoài luôn. Khỏe mới đi đãi bà con được coi. Lạc lạc. Cho con đi vô đây quay chú. Trời ơi, cái đậu bên đây đắt quá, đắt rồi nè. Dạ hết kẹp luôn rồi. Mình thấy cái món tàu hủ này nói chung là ai cũng thích cho đó, dễ ăn. Ồ mà mình thấy bên đây như là nguyên cái dàn hot girl nha, hot girl đã bên đây, hot girl vô hot boy luôn à. Tôi có những ngày đánh chén quá. Trời ơi, quá đắt rồi, cái món tủ là đắt quá đắt rồi. Không có đãi kịp luôn á. Đây là có mấy em gái dễ thương nha. Quá đông rồi. Đây bên này khu vực đại nước mía cũng đông quá đông luôn rồi.
Giờ này là phải nói là phải chen lắng á mới có thể đi được nha, đông quá đông rồi. Bây giờ thì mình xuống ghe nha, mình quay cô chú ở dưới, nói chung là ai cũng có công hết trơn á, quay lên hết để cho bà con kỷ niệm những cái ngày mà mình đi hỗ trợ tiếp cúng dinh rồi đó. Rồi rồi, chào mấy em trai nha, dễ thương quá luôn rồi. Ôi ôi, cái cảnh giống miền Tây quá luôn ha, cảnh này mới gọi là miền Tây nè cô chú. Miền Tây dạ miền dạ miền Tây. Trời ơi đó, xung quanh mấy cô chú dưới đây nè. Ôi cố dạ. Lo trong cố mà lo cố mình mà dạ ha. Không cố độ là về là mạnh khỏe nha. Dạ 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 dạ, chào chú. Dạ năm nào cái đoàn mình cũng đi chứ hả cô? Năm nào đi chứ, năm nào đi. Dạ cố ở đâu rồi? Con ở quê ở đây luôn. Ở đây là dạ dạ. Năm nào cũng đi chứ. Dạ. Chúng quay bà con nấu tàu hũ để đãi rồi. Cái đoạn mình là đến từ đâu ha ông hai? Mình ở sáng tre. Dạ. Sáng Vịnh Tre dưới 13. Ờ à, sáng Vịnh Tre ha. Dạ dạ dạ. Dưới 13. Dạ ơi. Trời ơi mấy anh hot girl đẹp trai trong đây nè, chiên tàu hũ. Mẹ nó giòn ngon mới được hả? Dạ. Sốt xài hả? Dạ. Quá trời nóng rồi. Nóng lắm. Dạ. Nói chung là nếu mà không có quen thì nấu không có nổi đâu. Em xuống đây mới chút xíu mà coi nó ướt hết trơn rồi. Dạ dạ. Ôi thấy thương quá trời, mấy anh trai này cực khổ quá luôn á. Dạ. Dạ. Chuyến này về là ông cố độ là nói chung là nhiều sức khỏe nha, làm ăn cái gì cũng được như ý. Dạ dạ. Một mẻ vậy là nấu khoảng tầm bao lâu chín ha anh chạy? 10 phút ha. Dạ dạ. Quá nóng rồi. Dạ mình ngon quá ngon ha anh chạy. Xuống đây mình xuống đây có chút xíu mà cảm giác là mình mãi là ướt hết trơn luôn á. Đâu lại chen mẹ nữa ơi. Dạ dạ đang quay đó. Rồi cảm ơn mấy anh trai nha. Chúc mấy anh trai nhiều sức khỏe nha. À ai chưa có ghẻ gì tao mặn mai cho nha. Chưa ai có chưa? Chưa ai có vậy hả? Nó chưa có ghẻ mà có con chưa rồi. Chưa có ghẻ chưa có con. Chưa có ghẻ có con chưa hả? Thôi em tạm biệt nha. Chưa có ghẻ có con chưa rồi. Rồi chào mấy con luôn nha, chúc mấy con nhiều sức khỏe nha. Dạ dạ. Trời ơi. Dạ dạ, cảm ơn chú nha. Trời ơi, phải nói là cái cảnh một cái chiếc ghe làm ra những cái món tàu hũ này phải nói là rất là ngon nha. Cảm ơn rất là nhiều cái cô chú ở trong đoàn nha. Chúc cô chú ở đây là nhiều sức khỏe, may mắn và luôn luôn là thành công. Dạ con cảm ơn nhiều nha. Dạ dạ dạ. Dạ bye bye. Vân công bình quyền trang ấy quán sức gia đình dạy con phải phép giảng dình hiểu trung. Từ ngày cách nế mặt cổ trùng thay đời đổi cách nế bất nế tùng thành tiên. Đâu quay gái luôn hả? Ờ gái dễ cân quá luôn. Người quen của coi tùng mới lóc. Đây giờ này là mình vào khu vực phía bên trong nè, trong mấy chạy cơm quá đông luôn rồi. Đây là khu vực trước dinh nha, quá đông luôn rồi.
hết hồn luôn. Bữa nay du khách đổ về, phải nói là ngày hôm nay là ngày chánh lễ nên là lượng du khách đổ về đông, đây là đông khủng khiếp đông luôn. Khu vực chỗ tượng của ông cố có những cái con rồng kìa, làm rất là đẹp luôn kìa, nó rất đẹp rồi. Nam mô Di Đà Phật. Quá đông luôn rồi. Làm mấy chú rồng rất là đẹp nha. Thì cô chú đang cúng. Giờ này chưa trưa, 11 giờ trưa. Đó chiếc đẹp rồi. Đây cái đường đi qua bên chỗ tháp 7 tầng nè. Đông quá đông luôn rồi cô chú anh chị ơi. Đừng lên treo ánh vào ông quá. Cứ ngắt hết trơn luôn rồi. Tài sản của mình. Có kẻ xấu đột nhập vào mà con tự quản lý tài sản mình. Hết hồn đông luôn. Ngay là ngay khu vực cổng chính nè. Hình như là mình thấy có nguyên một cái đoàn làm lễ đang đi xuống kìa. Hình như là hiện tại như là đang cúng cái lễ cúng gì á, mình không có rành không nha. Hay là không biết là cái đoàn người ta đến đây lễ cúng thì mình cũng không rành đó. Mặc những cái trang phục ấy đó là rất là đẹp nha. Nguyên một cái đoàn luôn. Có cái tôi nói tên Nguyên đi lạc ở cho bà không tin đã có tầm đồng cuối cùng cũng kiếp đồng rồi ngoại nhà đâu cũng chắc cháu rồi hôm nguyên một cái đoàn khoảng tầm 50 người á, mặc những cái trang phục với nó là rất là đẹp nha. Hình như là bà con người ta ở đâu đến á để mà cúng giếng á. Chen qua khu vực tháp 7 tầng á. Xin nhắn tin lần nữa, thứ do ở phía Tân Giang hiện giờ cô ở đâu các bạn xin hãy đang chờ. Nhắn tin một lần nữa, thứ do ở phía Tân Giang hiện giờ cô ở đâu các bạn xin hãy đang chờ. Giờ mà vẫn chưa hết luôn á. Ban tổ chức lễ hội xin nguyện cố làm với 151 hân hoan chào đón đoàn đại lễ đại lễ mặt tiền ở xã Bình An Tiền Giang tới nhận cố thân lễ. Bây giờ đó xin mời quý chào chánh niệm chúng tôi nhà đó tặng kính mời.
tay cho chàng có tay coi. Hát quá hay luôn rồi, đánh quá hay đó chị. quá sùng. Đây khu vực ga Lò Gèn là kể như là nói chung là chen lắng nhau đi á, cứng ngắc hết trơn luôn rồi. Giờ mình qua khu vực này, mình quay cái khu đổ bánh xèo trong đây nha. Đây là giờ là đãi nước hay gì nè, cái khu đổ bánh xèo bên đây cũng cứng ngắc hết trơn. À, như ở đây có chạy cơm nữa nè, quá đông. Đây là cái khu chạy cơm trong đây nữa nè, đây có trong đây có khu chạy cơm. Khu đổ bánh xèo ở đâu ha chú? Ờ, bên đây luôn hả? Dạ. Dạ. Trời ơi mấy cô ở đây vẫn đang lỡ liên tục nè. Con đi vô quay cái nha chú. Đây. Rồi, cái đoàn chắc mình nghĩ là nguyên một cái đoàn áo vàng này á. Nguyên cái đoàn áo vàng là của trung đội mình hả chú? Dạ. Đây là tổ trưởng nè. Dạ, con chào chú. Chú tổ trưởng nè. Cái đầu mình đến từ đâu hết chú? Bây giờ ảnh đi liền đi quay. À, chú đang bận rồi. Chú đang bận nè. Chú này lên đài mà tối ngày qua liền rồi đó phải không? Dạ. Tính tên gì? Con Cao Tùng Vlog. Dạ, đây là khu làm nhân. Do cái khu ở phía trong này hơi chặt á, nên là bà con có xin bánh là xin ở khu vực phía ngoài nha. Tại vì trong đây rất là chặt. Ở khu đổ củi ở phía ngoài thì hơi trống hơn, nhưng mà trong đây thì nó hơi chặt á. Chào chú. Sáng giờ đổ bao nhiêu ký rồi chú? Biết không? Biết rồi, đổ. Dạ, quá nhiều hả? Dạ. Ướt mồ hôi trời kìa. Cặn khăn không cô? Cho cô ơi, cặn khăn không? Trời ơi, ướt đẫm mồ hôi trời rồi, nhưng mà vẫn vui hả cô? Dạ. Năm nào mình cũng tiếp lễ của ông ha. Dạ. Bữa trước con có quay, hôm qua con không quay. Dạ. Mình đổ được mấy ngày hả chú? Dạ, 2 ngày ha. Mơ đã đổ. Đổ ngày mai đó là mình nghỉ ha. Dạ dạ. Đổ ngày qua. Dạ. Năm nay như là con thấy như là đổ 2 khu hả cô? Phải không? Đổ 2 khu phải không? Một khu đổ củi ở phía trước. Dạ, với khu này nữa là 2 khu. Dạ, năm nay đổ 2 khu bánh xèo. Nói chung là tại vì cái số lượng khách rất là đông, nên là cái mật độ mà bà con đổ phải liên tục á, mới cung cấp đủ cho du khách đổ về đây. Phải gặp chú trưởng đoàn để con hỏi ơi xem là cái số lượng bánh năm nay là đổ nhiều hơn năm ngoái hay không. Dạ. Ở năm ngoái là đổ bao nhiêu ký hả cô, nhớ không? Cả chục bao à. Cả chục bao bột. Bao 50 ký á. Ờ. Vậy là 500 ký. Hết hồn nha. 500 ký bột là số lượng rất là nhiều nha. Đổ ra biết bao nhiêu cái bánh nổi. Đây phía trong nè. Khách phải nói là rất là đông.
Nói chung là muốn ăn ngon thì mình phải đợi một chút xíu nha, thời gian phải có thời gian để cô chú đổ đó, mấy chục người là đổ liên tục đó để hỗ trợ bánh cho bà con. Nói chung là cô chú anh chị nào mà có đợi thì cũng gán nha, gán thông cảm nha, chứ ở đây là bà con người ta cũng nhiệt tình lắm, đổ là liên tục. Dạ phải thương mới được, muốn ăn được bánh ngon là phải đợi chút xíu hả cô? Bánh ngon mà không chờ là cái như là nó hết ngon rồi. Dạ không chờ là hết ngon rồi đó. Một con gì là đổ tầm 10 cái á, 10 cái lò và 10 cái chảo. Nên cô chú là mùa người nào nấy là mồ hôi mồ kê vậy là ướt đẫm hết trơn luôn á. Người nào như người đấy hả? Dạ người nào như người nấy. Nó muốn ra được một cái bánh ngon là cực khổ lắm. Dạ đi đi. Để đi vô trong cho né cho bà con ta làm cho nhanh xúc. Ở đây có người đẹp nữa nè, hỗ trợ liên tục ha, thì né cho cậu chú ở đây làm cho nhanh. Rồi qua đây nè, trời ơi thương cô chú quá luôn rồi. Dạ trời ơi biết con hả? Dạ coi hoài biết, không biết cho được hả? Trời ơi quá đều tay luôn rồi, quá hay, giỏi rồi. Sáng giờ là đổ được bao nhiêu thùng bột rồi anh trai? Dạ, chiên liên tục nha. Không biết bao nhiêu, không biết nhiều thùng bột luôn rồi. Dạ. Rồi cảm ơn cô chú nha, chúc cô chú nhiều sức khỏe nha. Dạ, chúc đồng mình nhiều sức khỏe. Dạ. Chào cô. Dạ, thương quá. Rồi tạm biệt người đẹp nha. Dạ. Trời ơi, quá giỏi luôn rồi. Cô phải đổ xong gấp nhân là liên tục luôn á. Nói chung là vô đây là cái sức nóng là rất là nóng luôn á. Cô chú anh chị nào mà có muốn ăn những cái bánh ngon thì cũng phải chờ đợi chút xíu nha. Nói chung là các thương tâm địa chỉ nha. Rồi cảm ơn chú nha. Dạ. Trời ơi chú xào nhưng là liên tục luôn á. Xào không nghỉ mà. Dạ không nghỉ luôn á, liên tục hả chú? Đúng rồi. Dạ. Để hỗ trợ cho bà con có những cái bánh ngon. Dạ. Rồi chúc chú nhiều sức khỏe nha. Dạ. Cô ơi, cho con hỏi cái cô, cái đoàn mình là đi đến từ đâu và về đây để cúng hay sao cô? Cúng từ Vĩnh Long về đây. Dạ. Từ Vĩnh Long về đây. Dạ. Năm nào mình cũng về đây để cúng ông cố ha. Dạ. Từ Bắc tới Nam lễ vua Hùng Vương và các lễ hội ở ngoài quê như Đà Nẵng. Dạ. Quy Nhơn đều đi hết. Dạ. Rồi miền Tây thì lễ ông nào cũng đều đi. Rồi là đoàn đi chào hàng quốc tế Liêu Quốc 2008. Dạ. Là trung tâm Mỹ Đình 72 nước. Dạ. 2000 á là 14 chào hàng quốc tế tại Bái Đính Hà Nội 96 nước. Dạ. 2019 chào quốc tế Liêu Quốc Chip tại Hà Nam Đông Trúc 115 nước. Dạ. Còn Cửu Long đã đi xong giống Hồng Lạc năm nay trở về miền Tây. Dạ. Để đại lễ cho tổ tiên ông bà. Tính giai đoạn này đi là 30 năm nay rồi chứ. Dạ. Không phải năm nào cũng đều về không có hết. Dạ. Và tất cả các lễ hội đoàn đi là xanh đỏ vàng trắng đen, bây giờ trở lại màu hồng và màu đỏ.
Dạ. Màu đỏ để tượng trưng cho đất nước Việt Nam của chúng ta, con hồng cháu lạc máu đỏ da vàng trong kỳ ba này. Dạ. Thì nghi lễ chiến tính thì nước Việt Nam chúng ta là không thuộc phải áo dài khăn đóng để lưu truyền lịch sử cho cháu con ngàn đời. Thì đoàn cũng đông có thể hiện như vậy đó để là trầu cao lễ nghĩa, đèn nhang và các mâm. Hôm nay đại lễ 18 mâm để tưởng nhớ cái đời của đức vua cha Hùng Vương đầu tiên lưu truyền lịch sử. Nay đoàn cô long về dân lễ để thi cử trong kỳ ba này, cầu cho tam giáo cộng đồng nguyên thống nhất, một mức hậu trị cho trăm họ thần dân được cơm no áo ấm, nhà nhà được độc lập tự do ấm hạnh phúc. Nay cũng nhờ Bác Hồ và các vị anh hùng đã hy sinh trên mọi miền đất nước và để lưu truyền lịch sử tận ông cố, để lưu truyền giữ nước sang hà cho tới ngày hôm nay chúng ta được quy căn bổn cũ trở về trăm họ thần dân tới đây là đoàn cổ đông rất mừng. Hồi xưa đi thì quá ít, đoàn cổ đông rất đi trăm họ rất ít, mà hôm nay được coi cháu con hiểu biết được mình uống nước có nguồn, uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ người, trồng cây có cội nguồn, từ giáo khi ông bà lưu truyền hôm nay thì đoàn cổ đông rất là mừng. Dạ. Chứ hồi xưa đi leo núi leo non leo đèo cực khổ lắm cưng ơi. Dạ. Hồi xưa tôi nói nè, con muốn quay phim mướn người ta đi luôn cho đội cổ đông quay phim mấy chục năm, bao giờ một giỏ băng mấy cây vàng. Dạ. Bây giờ nó cũ quá rồi, tới ngày thiên định nó cho mấy cô khỏi quay, mấy con quay luôn. Cảm ơn. Dạ. là đoàn mình năm nay là đi bao nhiêu người hả cô? Được 70 người. 70 người ha. 80 người mà 10 người mà không có đi chỉ. Dạ. Còn 70 người. Dạ. Còn mình ở đâu cô? Dạ ở Vĩnh Long. Dạ. Đại chơi đó rồi gọi là đoàn cổ đông. Dạ. Đại diện cho cổ quyền dòng giống đặc lâm Âu Cơ. Dạ. Tiên đồng đoàn này ăn rau mì không à. Dạ. Từ con cháu một chục đứa từ trong bụng mẹ ăn ra ba đời. Dạ. Cha mẹ ăn chay, ông nội bà nội ăn chay, rồi cả cha con cháu ăn chay, rồi cháu cháu cũng ăn chay luôn. Dạ. Thành ra nhỏ 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 không. Rồi. Dạ. Rồi con sẵn đây thì con cũng thay mặt bà con ở khu vực này, con cũng ở quê hương ở đây, cũng chúc cho đoàn của mình với cô nhiều sức khỏe, làm ăn như ý, và đặc biệt là chúc cho bà con trên khắp mọi miền đất nước cũng như là trong cũng như là ngoài nước là vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào. Dạ. Tôi cũng đại diện trong YouTube này cũng tạ ơn các chú YouTube ở nơi đình Vĩnh Trung này và các tỉnh cũng không phụ lòng chăm họ, và đoàn cổ đông hôm nay cũng được hân hạnh về nơi đất cố này mà được mấy chú cho lên. Tôi cũng xin gửi lời toàn quốc anh chị em ở nước ngoài, nếu mà có ủng hộ cho đoàn cổ đông để đoàn cổ đông có tinh thần tiến lên tiến nữa và câu lưng hiệp lực để lo cho trăm họ thần dân, đại diện cho tổ tiên ông bà từ bắc trung nam ba miền. Dạ. Và cũng tạ ơn hết các chị YouTube này đã không phụ lòng giúp đỡ cho trăm họ thần dân ngày hôm nay. Tôi được trở về hôm nay được quý vị đây là tôi rất mừng, cầu nguyện cho quốc thế dân an, trăm họ thái bình, nhà nhà an lạc cả năm châu, sau này quy tụ về nước Việt Nam chúng ta là tổ tiên ông bà là quốc tổ Hùng Vương tại ở Phú Thọ Hà Nội và gia lạc Long Mẹo Cơ, và hôm nay cũng trở về miền Tây xây dựng đây để cho con cháu trăm họ để nhớ tổ tiên ông bà đời đời kiếp kiếp mình còn có nguồn cội. Dạ. Cảm ơn hết tất cả quý vị và YouTube ở nước ngoài trở về quê hương của chúng ta để đốt nén hương để cho các vị anh hùng tổ tiên bác đã hy sinh giữ nước độc lập tự do ngày hôm nay được gặp mấy cậu là tôi rất mừng dữ lắm. Dạ. Mấy chục năm đi rồi thật là quý lắm. Dạ cảm ơn nhiều. Dạ cảm ơn. Dạ dạ dạ. 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 Dạ dạ cảm ơn. Dạ để lo cho họ thần dân. Không biết đoàn mình gom đầy đủ cho cô con quay một farm cho đầy đủ cái đồ của mình luôn. Dạ dạ. Quay lại đứng xếp hàng đi. Rồi xếp hàng đây con chụp cho bôi hình. Xếp hàng ở đâu đây? Dạ dạ. Gom gom lại đi mấy cô. Gom gom lại cho đẹp ơi. Trời ơi mấy cô đội sớm giờ lâu chưa? Dạ từ ngoài vô trong hả cô? 7 giờ tới giờ nè. Ở 7 giờ tới giờ hả? Trời ơi cái đó chắc con nghĩ cũng nặng lắm á. Rồi rồi xếp hàng đi mấy con quay cho một cái video cho nó đẹp đẹp chút xíu. Mấy cô ở đoàn Vĩnh Long nha, trang phục rất là đẹp nha, nói chung là rất là quý những cái đoàn như thế này. Có nhiều cô chú thì lớn tuổi, có nhiều cô chú tuổi chung chung, và cũng có rất là nhiều những bạn trẻ trẻ nữa, nói chung là rất là quý những cái tinh thần như thế này. Rồi cảm ơn nhiều nha. Dạ. Là fan hâm mộ của hai tỉnh đốc của chú. Dạ dạ rồi con cảm ơn nhiều nha. Tại, dạ. Có mấy anh YouTube cũng biết mình, cũng cảm ơn nhiều. Kênh của anh
anh Kinh Dị, anh Kinh Dị em giới thiệu luôn. Cao Tùng Vlog anh ơi. Anh Kinh Dị à, em thì Hai Thành Vlog. Hai Thành Vlog. Hai Thành. Hai Thành Vlog á. Ồ nghe tên là lạ á. Dạ dạ. Rồi qua ủng hộ bà con có xem clip của Cao Tùng Vlog thì qua ủng hộ cho Hai Thành Vlog. Hai Thành Vlog. Dạ 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 dạ. Dạ. Dạ 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 con cảm ơn nhiều. Dạ. Chào khán giả của anh nghe. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ dạ. Rồi bây giờ thì mình mấy cô đang chuẩn bị vào bên trong để trình lễ nha. Ở địa điểm này thì có hai chú trâu, đó là trâu sấm và trâu xét. Một địa điểm bà con thường đến đây để vuốt và cầu sức khỏe bình an đó. Hay không? Chú sấm và chú xét vuốt ông thì cầu được sức khỏe nha. Đây qua bên ông bên kia nha, hai ông hai bên. Và clip trước mình chưa có quay được á, nên là clip này mình quay. Có nhiều bà con người ta trải điểm ở dưới rồi để nghỉ mát. Ồ, ngay khu vực đường qua bên chỗ khu vực lò kèn thì có bà Hai đang đẩy nước hộp é nha. Con làm gì rồi các quý ơi. Trời ơi 84 tuổi mà còn ngon ngon lành dữ người ta. Bởi vậy kiếm thêm ông nữa được nha. Được. Dạ. Cô cháu mình ra phụ cháu mình. Dạ. Rồi con cảm ơn cô. Dạ. Sáng giờ làm nhiều sức khỏe. Dạ. Để làm nhiều việc đẹp hơn nữa. Dạ. Dạ. Con cảm ơn, cảm ơn mấy anh mấy chú luôn nha. Có mấy anh mấy chú mà làm tỏ. Dạ. Hồi sáng giờ là mình đẩy bao nhiêu thao này hả bà Hai? Nhiều lắm rồi ha. Dạ. Nói chung là đặc điểm ở những cái lễ hội mà của miền Tây mình á là nói chung là đãi nước miễn phí rất là nhiều. Con uống con qua anh kia uống ở đây gãy tao mới có 48 tuổi. Vậy tao vậy tao mới có 48 tuổi hả? Dạ dạ. Quá em. Vậy là con gãy 48 tuổi rồi, rồi người chồng bao nhiêu tuổi? À, chồng nè, mấy mấy tuổi à? Cũng 84 rồi. Quá em, quá em. Dạ dạ. Dạ dạ, dạ dạ. Dạ dạ. Quá em ha. Dạ dạ chồng trẻ. Rồi con chúc cho bà Hai hai bà là nhiều sức khỏe nha. Dạ. Sống 120 tuổi được không? Cảm ơn. Khỏe luôn. Khỏe luôn hả? Quá em. Cái nhà kiều bằng mai đi con. Ok. Cái nhà kiều bằng mai mới chịu à. Quá năm mà đảo lại mà gặp bà cụ này nữa là thì mấy em thấy bà cụ này khỏe rồi đó. Quá em ha. Con là mai bả thừa con tới thịnh á. Ai có là mai là bả thừa. Tại vì có hạ cái bên được không? Có ông xã cái bên được không? Chị cha bà này. Mấy tụ quá vui rồi. 84 tuổi. Rồi tạm biệt hai bà Hai nha, chúc hai bà sống 120 tuổi. Cảm ơn quá em. Chúc hai bà sống 100 tuổi nha. Là bên đây là chung luôn hả bà Hai? Chung. Dạ chung luôn ha. Dạ dạ. Quá em. Đấy hai bên. Rồi tạm biệt nha. Dạ 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 dạ. Bây giờ mình đi qua khu vực lò gàn nha. Bữa nay giờ này là chen lắng á, mới đi qua được nha. Cứ ngắt hết trơn rồi. Trời ơi trong mấy khu vực chạy cơm. Mình quay lại một vòng nữa nè. Cứng hết trơn luôn rồi. Cơm số 2. Nay mình ra cập nhật lại khu vực lò gèn nha. Hôm nay là ngày 21 tháng 2 năm 2024 âm lịch nha. Bữa nay hồ sen sen nó bị tàn bớt rồi, nó không có đẹp á. Chứ mấy ngày bình thường mà sen nở rộ đẹp lắm.
ở dưới những hồ sen người ta thả cá với rùa, có khi những cái con rùa nó lên á, hồ cá nhiều quá luôn kìa, hồ phía sau cũng đông quá đông luôn kìa. Đây có hai đường đi vô nha, một bên thì Rồng, một bên thì Phụng. Có nhiều bà con cô bác cũng quan niệm nếu mà đi vào được bên trong thì sẽ được nhiều sức khỏe. Cái này lúa cắt hết trơn. Ra đây thì gió nhiều cũng rất là mát nha. Có nhiều cô chú người ta ngồi đây để nghỉ trưa á. Rồi quá đông luôn rồi. Mình tưởng đâu ra khu vực này là vắng nha, mà không ngờ rất là đông luôn nè. Cảm giác vui ha. Một số bà con người ta bận áo vào để chuẩn bị cúng nha. Nam mô Di Đà Phật. Đây khu vực lò rèn giờ này quá đông luôn rồi. Bà con tập trung về đây để xem ở khu vực này. Ở phía này thì mình thấy có rất là nhiều bà con trải điểm á, nghỉ trưa, không biết là buổi tối có ngủ ở đây không thì mình không biết nha. Đó, cập nhật tình hình ở cái khu vực Lò Rèn, rất là đông bà con luôn. Ở đây thì cảm giác nó mát hơn khu vực trong Vinh. Vinh giờ là chen lắng, đông quá đông rồi. Rồi bây giờ thì mình sẽ qua khu vực cái tháp 7 tầng để cập nhật chút xíu nữa thì mình sẽ kết thúc video nha. Hôm nay là ngày 21 tháng 2 năm 2024 âm lịch nha. Giờ này thì cái số lượng người giảm lại bớt rồi. Chứ buổi sáng là đông dữ lắm, đông luôn. Nếu mà bà con cô bác nào mà muốn đi mà đông chen lắng nữa thì chiều nay cuối tuần thứ bảy nha, mình nghĩ là sẽ đông khủng khiếp cho bà coi. Đây là chỗ khu vực thờ bà cố nha. À, khu vực tháp 7 tầng. Bữa đó thì mình cũng có quay một cái clip trước rồi đó, mình lên từng tầng luôn cho cô chú anh chị biết được cái hoàn cảnh ở phía trên đó. Đó. Thì có một hai lối đi vào đó. Rất là đẹp, nhìn rất là đẹp nha. Bữa đó mình cũng trải nghiệm đi lên trên 7 tầng luôn rồi. Rồi đến đây thì có lẽ clip của Cao Tùng Vlog sẽ kết thúc nha. Chúc cô chú anh chị và các bạn có một buổi giải trí thật là vui. Nhớ đừng quên để lại một đăng ký kênh, bình luận góp ý và chia sẻ clip nha. Rồi bye bye và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào clip sau.